Vì sao công an tạm đình chỉ vụ án Hoa hậu Phương Nga? Quý vị và các bạn thân mến, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Trương Hồ Phương Nga là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 và bị can Nguyễn Đức Thùy Dung sinh năm 1988, bạn Nga, quê ở Tây Ninh. Theo đó, khi Tòa án Nhân dân TP.HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 9 vấn đề cần làm rõ trong vụ án, thì Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ cho công an cung cấp điều tra theo yêu cầu của tòa án trong vòng 1 tháng. Lãnh đạo Công an TP.HCM xác nhận, trong 9 vấn đề mà tòa yêu cầu điều tra bổ sung, có nhiều vấn đề cần phải có nhiều thời gian để làm rõ, chứ trong 1 tháng không thể xác minh vụ việc. Cụ thể như yêu cầu giám định những bức thư được cho là thông cung gửi ra từ trại giam Chí Hòa. Vấn đề xác minh tư pháp trong những lần ra nước ngoài giữa Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ. Sau khi có kết quả, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định phục hồi điều tra vụ án. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động sáng ngày 10 tháng 8, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM xác nhận chưa nhận được quyết định tạm đình chỉ vụ án của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM. Một chuyên gia luật cho biết, công an có quyền ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, còn kết quả cuối cùng vẫn thuộc về quyền quyết định của Viện Kiểm sát. Nếu Viện Kiểm sát thấy chưa hợp lý, thì ra quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ của công an. Trước đó, Phương Nga và Thùy Dung bị truy tố tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản do có hành vi lừa đảo đại gia Cao Toàn Mỹ, số tiền 16,5 tỷ đồng. Sau hai lần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, ngày 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 9 vấn đề liên quan. Đồng thời, thẩm phán Huỳnh Ngọc Ánh, phó chánh án Tòa án Nhân dân TP.HCM cũng đã ký quyết định cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại. 9 vấn đề cần làm rõ. Thứ nhất, điều tra thời điểm tạo lập các văn bản thỏa thuận mua bán nhà, các giấy thỏa thuận nguyên tắc mua bán nhà. Thứ hai, cần chứng minh Thùy Dung tham gia thế nào trong việc tạo lập hợp đồng mua bán nhà, giấy nhận tiền. Thứ ba, nếu 16,5 tỷ đồng không phải là tiền mua nhà, thì phải làm rõ ai là người đã tạo lập những hợp đồng mua bán nhà, giấy tờ liên quan nhằm mục đích gì. Thứ tư, điều tra làm rõ lời khai những người liên quan để làm rõ có vi phạm luật hôn nhân hay không. Thứ năm, làm rõ việc ông Mỹ bị đe dọa cũng như việc Phương Nga khai bị đe dọa. Thứ sáu, làm rõ có hay không thỏa thuận hợp đồng tình cảm giữa Phương Nga và ông Mỹ. Thứ bảy, cần làm rõ việc thông cung từ trại tạm giam ra bên ngoài cũng như những bức thư thông cung. Thứ tám, cần làm rõ những lần xuất cảnh giữa Hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ. Thứ chín, tại phiên tòa luật sư của Phương Nga trình bày rằng có một số tài liệu chứng cứ cần được thu thập để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Quý vị và các bạn đang nghe tin từ kênh thời sự của Radio Net News. Đây là kênh mỗi ngày có hàng trăm tin nóng, tin hay phát thanh ngay, không phụ thuộc vào khung giờ xuất bản trong ngày. Để nghe thông tin thời sự mới hơn, mời quý vị trở lại phía trên màn hình để cập nhật thông tin. Để nghe các thông tin chuyên biệt trong từng lĩnh vực, mời quý vị bấm vào tên chuyên mục hoặc tên bản tin mà quý vị quan tâm, ưa thích để lắng nghe nhé. Thời sự Net News, tin hay phát thanh ngay.